Xin cảm ơn Asus đã tài trợ chuyến đi Computex 2023 này. Hiện tại thì chúng mình đang ở cái buồng của Easy DIY Pháp. Ở đây thì họ có những cái sản phẩm rất là hay và cực kỳ là cần thiết cho những em nào đang sử dụng những bộ máy gọi là những gạch như là 4000 ấy, sử dụng đầu 12 pin. Bởi vì đây này, chúng ta có thể nhìn thấy đây này, chúng ta sẽ có nhá những cái adapter vuông góc. Trời ơi, anh em nhìn hợp lý chưa? Những adapter vuông góc này để đảm bảo rằng việc gì chúng ta có thể giấu những cái dây 12 pin à 16 pin này một cách dễ dàng luôn. Đây là dòng aluminium, tức là nó sẽ làm bằng kim loại ở đây. Còn ở khu vực này, ở khu bên cạnh thì chúng ta sẽ có đó chính là một em mang tên nhựa. Đây, plastic kìa. Đấy. Em này nhựa, mức giá sẽ thấp hơn một chút và cái mức TPP của nó này nó sẽ là maximum là 450W thôi. Với em nhựa này thì chỉ là 450W, 180W độ lên hoặc là 180 độ dọc xuống. Tức là em cắm như này xong em cắm dọc xuống hoặc là không, cắm ngược lên trên này xong rồi dọc lên chứ. Còn đây là em này là 90 độ vuông vào. Em 90 độ thường mình nghĩ sẽ đắt hơn. Và bên này thì sẽ có cả dọc cả gì luôn anh em nhá. Đấy, cả dọc cả vuông luôn. Và với những em này thì có thể lên tới là 600W. Tức là cho chiếc 4090 của chúng ta đấy. Rất là thoải mái. Và ngoài ra thì Easy DIY PC họ còn có cả những cái dây custom 12 pin nữa, 16 pin nữa để đảm bảo rằng chúng ta có những cái sợi dây nó dễ dàng để uốn hơn. Bởi vì anh em biết rồi đấy, mấy cái sợi dây 12 pin, 16 pin của các hãng đi kèm sẵn của Nvidia cứng vô cùng và khả năng gãy thì hoặc là cháy thì cũng cào đây anh em ạ. Thì nếu mà anh em muốn anh có thể tham khảo những của Easy DIY PC, Easy DIY Pháp, nhưng mà về nào tao không có. Ok.